và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Ta-da. Và trước khi vào video này, anh em đừng quên nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong Team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero nữa nha. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ làm về video gì nào anh em ơi? Thì có rất là nhiều bạn đã qua bên kênh mình và bình luận là: anh ơi, anh hãy làm thử thách 24 giờ ăn toàn đồ ăn trong game Mini World đi anh. Thì mình thấy cái thử thách này cũng khá là hay, cho nên là có rất là nhiều bạn bình luận bên mình thì mình cũng thấy khá là hứng thú với cái thử thách này. Và mình quyết định rằng là mình sẽ làm thử thách 24 giờ ăn toàn đồ ăn trong Mini World nha các bạn. Ta-da. Và làm thế nào để ăn toàn đồ ăn ở trong Mini World thì mình sẽ làm theo cái cách này nha anh em. Đó chính là mình sẽ vào trong game Mini World, sau đó mình sẽ vào trong làng Hero Team, mình đi xung quanh, mình qua nhà anh Vịt nè, qua nhà Timmy, qua nhà của Simmy, qua nhà Khang Dừa, qua nhà của Siro, các kiểu kiểu để mình kiếm đồ ăn nha các bạn. Đó, mình sẽ ăn sáng nè, ăn trưa và ăn tối. Mình sẽ qua nhà của các thành viên, mình coi coi trong nhà của họ có đồ ăn gì và mình sẽ lấy mình ăn nha các bạn. Đó. Và trong game nó có những món ăn gì thì ở ngoài đời mình cũng sẽ ăn những món ăn đó luôn. Đó. À, nghe hấp dẫn không nào? Ok, let's go. Thế nào? Cha. Ok các bạn ơi, và mình đã vào trong làng Hero Team rồi đây. Và bây giờ mình sẽ đi xung quanh từng cái ngôi nhà của các thành viên của Hero Team để mình xem coi liệu rằng trong nhà lại có những cái món đồ ăn gì nha. Và mình sẽ ăn sáng theo kiểu ở ngoài đời thực luôn nha. À, để mình xem coi. Đầu tiên mình sẽ kiếm ở trong nhà anh Mr. Dịch để kiếm đồ ăn sáng nha các bạn. Đó, đồ ăn sáng trong nhà anh Mr. Dịch nè. À, kiếm thử nha. Ờ, trong nhà anh Dịch thì mình thấy là khá là gọn gàng đó. Còn mấy cái rương có đồ ăn không? Ờ, ủa sao trong đây toàn là gỗ rồi sắt rồi đồng không vậy? Làm sao ăn được? Ờ, để mình xem cái rương bên đây coi. Rương bên đây thì nó có mấy cưa nè, sẻng nè, móc leo nè, với lại là mấy khoen. Cũng không ăn được luôn, chẳng lẽ giờ mình ăn cái mấy khoen? Ăn cái mấy khoen là gãy răng luôn á trời. Xem coi. Ờ, còn cái rương bên đây. Rương bên đây thì trời, nó có trứng gà nè, nhưng mà cái trứng gà này nó chưa có nở để mình có thịt gà, không được, không được. Trời là trời, bây giờ có gì ăn không ta? Mình muốn có kiếm đồ ăn sáng mà sao khó vậy trời. Để mình vào trong nhà bếp thử coi. À, nhà bếp thì có trứng chiên nè, nhưng cái này chỉ là mô hình thôi cho nên là không ăn được luôn. Phải, nhà anh Vịt không có đồ ăn à. Mình xem coi, ở có cái rương nè. Trong cái rương này là ô nè, ô hay quá các bạn ơi, trong cái rương này có một cái hamburger bò nè. Đó. À, và một bình sữa bò. Wow, toàn đồ ăn cho bò không? Ăn vô là bảo đảm sẽ bị ngu như bò. À, không, không, bậy. Người ta hay nói là ngu như bò, nhưng mà cứ đi uống sữa bò hoài đúng không? Tao uống sữa bò mà cứ chửi con bò là ngu hoài à. À, mình đã có được một cái hamburger nè và một bình sữa. À, và có lẽ là bây giờ mình sẽ ăn sáng ngoài để thật là một cái hamburger và một bình sữa nha các bạn. Ui, đã quá. Ok, đi ăn sáng hay nào. Ok các bạn ơi, thì sau khi qua bên nhà của anh Vịt thì mình đã kiếm được những món ăn sau đây. Đầu tiên chính là một bình sữa. Đây các bạn nhìn nè, đây chính là bình sữa trong game Mini World nè. Thấy giống không? Giống y hệt bình sữa trong game Mini World luôn các bạn ơi, các bạn coi nè. Hai cái y hệt nhau luôn, thấy không? Đó, y hệt nhau luôn. Và tiếp theo nữa, đó chính là đồ ăn chính. Đồ ăn chính thì mình đã kiếm trong nhà của anh Vịt được một cái hamburger. Ta-da. Và mình đã mua được một cái hamburger đây. Thì đây, hamburger và sữa. Đây chính là đồ ăn sáng cho chúng ta nha các bạn. Trời, qua bên nhà anh Vịt kiếm được cái hamburger, kiếm được sữa, cho nên là ăn hamburger với uống sữa luôn đó. Ở ngoài đời thật luôn. Rồi, chúng ta bắt đầu ăn thôi nha anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ thử ăn hamburger này thử nha. Trời ơi, hamburger này lâu lắm rồi mình mới ăn á. Ngon quá các bạn ơi. Vậy chúng ta có được đồ ăn sáng rồi nè. Mình cảm thấy rằng là mình cực kỳ may mắn khi mà mình vào trong nhà của anh Mr. Dịch và mình kiếm được hamburger và mình kiếm được thêm bình sữa nữa. May ghê luôn á, chứ nếu mà mình chỉ kiếm được cái hamburger thôi, mình ăn có mỗi hamburger mình khát nước chết luôn các bạn ơi. Hamburger khô dữ lắm cho nên phải có sữa nè để uống nè. Nè, mở sữa nè. Sữa trong Mini World. Quá ngon các bạn ơi. Bây giờ vừa uống sữa, vừa ăn hamburger, quá đã, trời ơi. Còn ai sướng bằng tôi nữa đâu. Và chúng ta cùng nhau đi ăn trưa hay nào mấy bạn ơi, let's go. Ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn trưa nha các bạn. Thì hồi nãy mình ăn sáng là ăn bên nhà anh Mr. Dịch rồi nè. Ăn trưa thì mình sẽ qua bên nhà của Timmy để mình kiếm đồ ăn nè. Trời, sao mình nghĩ là cuộc đời của mình toàn là đi lấy thức ăn của người ta để ăn không ta? Sao mình đi ăn trực dữ vậy? Đó, để coi coi. Trong nhà Timmy thì chỉ có kim cương nè, rồi vàng, rồi sản, rồi cái gì đây? Trứng sinh ra heo cái gì? Heo Phong Cận. Phải rồi, heo Phong Cận. Nó dám đặt tên cái quả trứng heo là heo Phong Cận nè các bạn. Láo, con nhỏ này láo thiệt. Đó, để coi coi.
dàn PC của nó có đồ ăn gì không? Cũng không có đồ ăn xung quanh đây luôn. Ơi, để mình đi, có cái hầm nè, để mình đi xuống dưới hầm nhà nó mình coi thử anh em ơi. Thì nếu như các bạn nào đã xem video của Timmy thì các bạn sẽ biết cái hầm này chính là hầm nhà tắm của Timmy. Nó tắm mà tắm ở bên dưới hầm không bạn? Hình như nó sợ người ta rình nó tắm hay sao á trời. Mà tắm ở bên dưới hầm. Ơi, trời. Cái hồ bơi của nó có con cá luôn nữa bạn. Phải rồi. Cái hồ bơi của nó có con cá luôn nè. Rồi sao nào nó xuống đây nó tắm chung với con cá hả trời. Trời tội nghiệp con cá quá. Để mình coi coi. Trong mấy cái rương này có gì không? Có đồ ăn không các bạn ơi. Trời đói bụng quá. Để coi coi. Buổi trưa chúng ta sẽ đi ăn nha. Oh, có thức ăn rồi nè. Vậy đây. Có một cái thùng nước. Chẳng lẽ giờ mình ăn thùng nước trời. Không được. Có một cái cờ lê. Chẳng lẽ giờ mình ăn cái cờ lê. Ăn cờ lê là coi như là gãy răng luôn á. Ở đây là nó có một cái kẹo dẻo nè. Một cái bánh mì nè. Ở đây nó còn có thêm một cái bình mực ong nữa. Trời. Bây giờ có bánh mì, mực ong với kẹo dẻo. Chẳng lẽ giờ mình bỏ kẹo dẻo vô bánh mì xong mình chan mực ong với mình ăn trời. Có nghe ghê quá vậy. Thôi, để có lẽ là buổi trưa này là mình sẽ phải ăn toàn cái đồ ngọt thôi các bạn ơi. Hơi căng rồi nha. Thôi kệ, ăn luôn, ăn đồ ngọt cũng được. Ok, ăn thôi. À, các bạn ơi, và đồ ăn buổi trưa mà mình kiếm được ở bên nhà Timmy đó chính là gì nào? Đầu tiên, đó chính là một cái bánh mì. Trời ơi, bánh mì nè các bạn ơi. Có bánh mì ăn rồi này, đó. Tiếp theo nữa, đó chính là gì nào? Mình đã kiếm được bánh mì, còn bây giờ mình còn kiếm được thêm là mực ong nữa nè các bạn ơi. Ta da. Thì cái chai mực ong này nhìn nó không có đẹp giống cái chai trong Mini World, nhưng mà nó cũng là mực ong nha các bạn. Bánh mì và mực ong. Bây giờ mình sẽ lấy mực ong mình chét lên bánh mì mình ăn. Trời ơi, quá đã luôn đúng không? Và sau khi ăn xong á thì mình còn có cả kẹo dẻo nữa nè. Thì mình kiếm mãi không thấy cái loại kẹo dẻo giống ở trong game Mini World, cho nên là mình chỉ có được kẹo dẻo ở ngoài đời như thế này thôi. Đó. Đó, cũng là kẹo dẻo hả các bạn ơi. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh mì và ăn kẹo dẻo chấm với mực ong nha. Trời ơi, bữa trưa là ăn toàn đồ ngọt không mấy bạn ơi. Ăn toàn đồ ngọt chắc mình mập ú ù luôn quá. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ăn nha. Xé đôi bánh mì ra. Đây. Sau đó mình sẽ mở chai mực ong ra. Mực ong này mở như thế nào ta? Quặn cái nắp này chắc là được nè. À. Mực ong chất lượng cao à. Cái mùi của mực ong nó không được thơm lắm, nhưng mà khi các bạn ăn sẽ rất là ngon luôn các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chét mực ong vô bánh mì nha. Đây. Ui, đổ. Nhiều quá. No. Nè các bạn coi nè, mực ong đầy trên bánh mì luôn nè. Ừ, nó chảy ra nè. Ngọt vãi. Ngọt muốn chết luôn các bạn ơi. Mình nói thiệt các bạn luôn á. Là mình mà ăn toàn là đồ ăn ngọt thế này chắc mình bị tiểu đường luôn quá. Ok. Ngọt quá à. Ngọt thật sự luôn á. Mực ong nó cứ chảy ra các bạn. Nè mấy bạn nhìn nè. Nè mấy bạn nhìn nè, thấy không? Mực ong quá trời luôn nè. Nó ngon nhưng mà nó ngọt quá bạn ơi. Mà mình không kiếm được nước cho nên là mình không được uống nước. Buồn quá. Và bây giờ chúng ta sẽ ăn kẹo dẻo nha các bạn. À, kẹo dẻo đây. Quá trời kẹo dẻo luôn. Ok. Đổ ra nè. Ui, kẹo dẻo nè các bạn. À, có rất là nhiều màu sắc luôn. À, rất là ngon. Ngọt quá các bạn ơi. Thật sự á, mình cực kỳ thích ăn đồ ngọt luôn. Nhưng mà nếu như mà ăn toàn đồ ngọt như thế này thì ngọt quá chịu không nổi. Ê, mấy bạn ơi, mình mới nghĩ ra ý kiến nè. Tại sao chúng ta không lấy kẹo dẻo chấm mực ong ăn thử ra? Ừ đúng rồi, thử nha. Ok. Kẹo dẻo nè, mực ong nè. Đổ mực ong vô cái nắp. Tôi có viên kẹo dẻo, tôi có hũ mực ong. Kẹo dẻo chấm mực ong. Ok. Ui, kẹo dẻo chấm với mực ong nè các bạn. Không biết là mùi vị nó của nó sẽ ngọt như thế nào đây. Ngọt quá bạn ơi, ngọt ngay luôn á. Ghê quá. Ngọt chịu không nổi luôn á, tôi phải đi uống nước rồi. Nhưng mà bây giờ mình đâu có kiếm được nước đâu, cho nên mình không được uống nước trời. Coi như là cả buổi trưa tôi không được uống nước luôn. Thôi, trời, đợi đến tối thôi. Và sau khi qua bên nhà Timmy để chơm đồ ăn, bây giờ mình sẽ qua bên nhà của
mèo Simmy, đúng rồi. Mình sẽ qua bên nhà của mèo Simmy để chơm đồ ăn. Ok, để mình qua bên nhà của mèo Simmy nha. Thì nhà của mèo Simmy á, thì mình thấy là có một cái quán kem nè. Ôi, trong đây có bán trà sữa, bán kem đâu nè. Mình nghĩ là chắc là nhà của mèo Simmy sẽ có rất là nhiều đồ ăn luôn á. Để mình vào xem thử nha các bạn. Đây, để mà vào bên trong mình xem thử nè. Hiện tại là Chiron và Simmy đã đi đâu rồi, cho nên là nhà không có ai cả. Ok, để mình kiếm thử trong nhà bếp nha. Mấy cái này toàn là mô hình không à, không có ăn được. Để mình xem coi. Không có thức ăn nè. Oh my god, mấy bạn ơi. Mấy bạn nhìn kìa. Trời mấy bạn ơi, mấy bạn coi kìa. Bọn nó yêu nhau. Mà trong nhà bọn nó nè, súng lục nè, đạn nè, bơm nè, đại bác nè, rồi đại liên nè, cung nè, kiếm nè, dao nè, bơm nè, súng ngắm. Trời ơi trời, bọn nó yêu nhau hay là bọn nó muốn giết nhau vậy trời? Trời ơi trời, sao mà toàn vũ khí có hạng nặng không vậy? Ồ trời, mình nghĩ là có lẽ là mình cần phải thông báo cho Hero Team biết, để cho Hero Team tránh cái cặp đôi này ra. Không thôi là có ngày là nó gom cái đống súng đạn này qua đến nó xử tử hết từng người luôn á trời. Trời ơi trời, yêu nhau mà toàn là súng đạn trong nhà không vậy? Để mình xem coi. Ồ, lẫn ở trong cái đống súng đạn này là có một chén cơm đó, và có một miếng thịt bò. Vậy là chúng ta đã có được đồ ăn tối rồi các bạn ơi. Chén cơm và miếng thịt bò, mình nghĩ là nhiêu đây có thể giúp cho mình ăn tối được rồi đó. Ok, và chúng ta đi ăn tối thôi nào các bạn ơi. Ăn tối thôi nào mấy bạn ơi. Let's go. Ok các bạn ơi, thì bây giờ là trời đã tối rồi đây. Và hiện tại mình đang chơi mini world và ăn tối nè các bạn. Đây, thịt bò nè, cơm nè, đúng y như trong game mini world luôn. Đó, có điều thịt bò ở ngoài là mình sẽ luộc lên nha, chứ mình không có ăn sống được đâu nha các bạn. Ok. Ok các bạn ơi, và mình đã thực hiện thử thách của các bạn thành công rồi đây. Và mình đã ăn xong trưa, sáng trưa, chiều tối ăn xong hết rồi. Và bây giờ mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và nếu như mà anh em thấy thích những video của mình thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero nữa nha. Và mình nghĩ bây giờ là mình phải đi ngủ rồi các bạn ơi. Từ sáng giờ mệt lắm rồi. Mấy bạn nhìn tóc tai mình bù xù hết rồi nè. Ok, tạm biệt các bạn nha.